Trong hai ngày 27 và 28 tháng 4 năm 2020 tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ 44. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét kết luận một số nội dung sau. 1. Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu tổ chức Đảng và đảng viên, Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng Sản Việt Nam phát huy ưu điểm, nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm và sớm có biện pháp khắc phục các hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra. 2. Đồng chí Lê Viết Chữ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi và đồng chí Trần Ngọc Căng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã có nhiều vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác quản lý, sử dụng đất đai, tài chính ngân sách, dự án đầu tư và công tác cán bộ, ảnh hưởng xấu đến uy tín của cấp ủy, chính quyền địa phương, đến mức phải xem xét kỷ luật. 3. Xem xét kỷ luật đối với đồng chí Mai Tuấn Anh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Tổng công ty Đầu tư Phát triển Đường cao tốc Việt Nam VEC và các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy VEC cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy và trách nhiệm cá nhân trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được phân công. 4. Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật, khai trừ ra khỏi Đảng đối với các đồng chí Nguyễn Thị Kim Anh, cán bộ phòng phòng chống tham nhũng, Đặng Hải Anh, cán bộ phòng thanh tra xây dựng 2, Bộ Xây dựng, cách tất cả các chức vụ trong Đảng đối với đồng chí Phạm Gia Yên, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chánh thanh tra Bộ, cảnh cáo đối với đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chánh thanh tra Bộ, khiển trách đối với các đồng chí Vũ Trí Cương, Đảng ủy viên, Bí thư chi bộ, trưởng phòng phòng chống tham nhũng, Bùi Anh Tuấn, Bí thư chi bộ, trưởng phòng giám sát kiểm tra và xử lý sau thanh tra, Nguyễn Hải Thắng, Bí thư chi bộ, trưởng phòng thanh tra xây dựng 2, Nguyễn Thị Kim Liên, cán bộ phòng thanh tra xây dựng 3. Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Xây dựng thi hành kỷ luật đối với Đảng ủy Thanh tra Bộ Xây dựng nhiệm kỳ 2015-2020. 5. Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm. Căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với các đồng chí Nguyễn Quang Sáng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Mường Nhé và đồng chí Cao Xuân Đăng, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Điện Biên. 6. Căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương xem xét thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với đồng chí Nguyễn Văn Hiến, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Sư đoàn trưởng Sư đoàn 363 Nguyễn Văn Khuây và nguyên Chủ nhiệm Hậu cần Sư đoàn 363 Vũ Duy An. 7. Cũng tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét quyết định một số nội dung quan trọng khác.